Và cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 4 tháng 2 năm 2019 thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám vừa hoàn thiện xong một bộ ghế trường kỷ bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Bộ ghế này chúng tôi hoàn thiện cho anh Phúc ở tại xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Thì hôm nay chúng tôi đã vừa hoàn thiện xong sản phẩm và tôi có chuẩn bị bàn ra vận chuyển lên xe để bàn giao cho anh, thì tôi có quay lại một video clip làm kỷ niệm cũng như giới thiệu đến quý vị khách hàng đang quan tâm đến bộ ghế trường kỷ này. Thì bộ ghế trường kỷ này là anh Phúc là đặt riêng chúng tôi làm, là hàng dày dặn hơn hàng phổ thông rất là nhiều. Đây là toàn bộ phần ván mặt này là 3 chỉ và dày 2 phân rưỡi, chân 9 chỉ, phần dạ là anh đặt chúng tôi là dày 4 cm và đục theo mẫu ngũ phúc, rất là đẹp quý vị nhé. Làm 3 vách và chạm tứ quý tùng trúc cúc mai, vách giữa là đào liệu. Phần mặt là toàn bộ phần mặt là một lá và có kích thước phần diện tích sử dụng là 199 và sâu 51 quý vị nhé. Hàng dày dặn và có kích thước lớn hơn hàng phổ thông rất là nhiều. Tôi quay một góc máy khác quý vị xem và hình dung được. Đây là chiếc ghế thứ hai quý vị nhé. Hàng rất là dày dặn hơn hàng phổ thông rất là nhiều. Và hiện tại chúng tôi đang có một khách hàng ở tại Vĩnh Phúc và đang cũng về cơ sở đồ gỗ Tùng Tám để mua hàng đây. Rồi thì tôi chỉ quay lại một clip ngắn để giới thiệu quý vị các bạn thôi. Đây là bộ trường kỷ của anh Phúc và hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2019. Thì đó, mọi người có nhu cầu thì có liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ là tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Cái số điện thoại là 0987 510 806. Thì anh đặt chúng tôi có 2 chiếc ghế thôi bởi vì anh đã có phần bàn rồi. Và xin chào mọi người nhé và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác. Ok, xin chào mọi người.